chiều 17 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2022, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Văn nghệ Dân gian Dân tộc Thái tỉnh Điện Biên tổ chức họp Ban chủ nhiệm mở rộng với hai nội dung chính. Một là rút kinh nghiệm về công tác tổ chức cũng như công khai các khoản thu, chi cho đại hội lần thứ hai. Bàn bạc phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Câu lạc bộ liên quan tới hoạt động của Câu lạc bộ. Trong khuôn khổ ngày hội văn hóa Việt Lào sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022 diễn ra tại quảng trường mùng 7 tháng 5 thành phố Điện Biên Phủ. Đây là mô hình hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Đặc sắc của dân tộc Thái ở Điện Biên Đại hội đã tiến hành bầu ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 17 thành viên. Bà Lò Thị Kim được tín nhiệm bầu giữ trước chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2022 đến 2027. Các hoạt động của câu lạc bộ bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên, đồng thời giữ mối quan hệ hài hòa giữa các loại hình văn hóa dân gian dân tộc khác. Góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Điện Biên cũng như thúc đẩy hoạt động bảo tồn văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2017 đến 2022, câu lạc bộ đã đạt được những kết quả nhất định như tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội hoa ban các năm tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Thái lần thứ nhất và lần thứ ba năm 2018-2022 tại Điện Biên. Tham gia liên hoan hát then đàn tính lần thứ năm do tỉnh Lai Châu tổ chức năm 2020 từ nguồn kinh phí tình nguyện xã hội hóa của các thành viên đạt kết quả cao. Tham gia trưng bày gian hàng cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Ngày hội Văn hóa Thái Toàn quốc lần thứ hai tại tỉnh Điện Biên. Đồng thời, mở ba lớp truyền dạy gồm chữ Thái Cổ, lớp dân ca, dân vũ thái và lớp nhạc cụ nhị và tính tảo năm 2018. Tham gia lớp tập huấn hướng dẫn nghệ thuật múa xoe truyền thống của dân tộc Thái do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh tổ chức. Tổ chức chương trình giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các nghệ nhân của một số tỉnh bạn, tham gia biểu diễn giao lưu văn hóa.